Sáng ngày 26 tháng 3, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam VATAB phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề giải pháp bảo vệ thương hiệu và công tác chống hàng giả với ngành nhựa. Tọa đàm nhằm thông tin tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm nhãn hiệu đến với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là với ngành nhựa. Đồng thời, tọa đàm cũng đúc kết ra những kinh nghiệm, giải pháp từ hoạt động thực tế để hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành nhựa nói riêng, tích cực chủ động hơn nữa trong vấn đề chống hàng giả, xây dựng được thương hiệu uy tín chất lượng. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre đã công bố xử phạt 4 đơn vị kinh doanh sản phẩm nhái thương hiệu ống nhựa Hoa Sen trên thị trường với số tiền hơn 150 triệu đồng. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của chính mình, người tiêu dùng nên mua hàng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, góp phần cùng với ngành chức năng đẩy lùi được vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang tràn lan hiện nay.